lời Chúa theo Thánh Luca. Có người trong đám đông nói với Đức Giêsu rằng: "Thưa thầy, xin thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi." Người đáp: "Này anh, ai đã đặt tôi làm người sự kiện hay người chia gia tài cho các anh?" Và người nói với họ: "Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu." Sau đó, người nói với họ dụ ngôn này: "Có một nhà phú hộ kia, ruộng nương sinh nhiều hoa lợi, mới nghĩ bụng rằng: mình phải làm gì đây, vì còn chỗ đâu mà tích trữ hoa màu. Rồi ông ta tự bảo: mình sẽ làm thế này, phá những cái kho kia đi, xây những cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa và của cải của mình vào đó. Lúc ấy ta sẽ nhủ lòng: hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm. Thôi cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã. Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta: đồ ngốc, nổi đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng sống ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai? Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó." Quý vị và các bạn thân mến, tiền có hơn được Chúa. Ngày nay, tiền bạc cũng được người ta tìm kiếm, suy tôn và say mê như một vị thần. Tiền cũng có khả năng làm được rất nhiều việc. Người ta nói, có tiền mua tiên cũng được, có tiền có tình yêu, nhà cửa, chức quyền, danh tiếng. Thậm chí ngày nay có người còn coi tiền hơn cả Chúa. Họ đến với Chúa cũng chỉ để cầu xin cho có tiền. Chúa trở thành phương tiện để người ta có tiền. Mục đích theo đạo của họ cũng chỉ vì tiền hơn là vì Chúa. Tiền là cần thiết để duy trì sự sống thể lý của con người, nhưng nó không phải là tất cả. Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng nhờ bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Người ta không chỉ có thân xác mà còn có linh hồn. Tiền có thể mua được nhiều thứ, nhưng cũng có nhiều thứ tiền không thể mua được. Tiền có thể mua được một ngôi nhà, nhưng không thể mua được một tổ ấm. Tiền có thể mua được một chiếc giường, nhưng không thể mua được giấc ngủ ngon. Tiền có thể mua được một chiếc đồng hồ, nhưng không thể mua được thời gian. Tiền có thể mua được một cuốn sách, nhưng không mua được kiến thức. Tiền có thể mua được nhan sắc, nhưng không thể mua được tuổi thanh xuân. Tiền có thể mua được mỹ nhân, nhưng không thể mua được tình yêu của mỹ nhân. Tiền có thể mua được thức ăn, nhưng không thể mua được sự ngon miệng. Tiền có thể mua được thuốc, nhưng không thể mua được sức khỏe. Tiền có thể mua được bảo hiểm, nhưng không thể mua được sự an toàn. Tiền có thể mua được máu, nhưng không mua được sự sống. Tiền có thể qua được nhiều cửa, nhưng không thể qua được cửa thiên đàng. Tiền bạc cũng chỉ là thủ tạo của Thiên Chúa. Nó không tồn tại vĩnh viễn với con người. Những người dành cả cuộc đời tích lũy tìm kiếm tiền bạc mà không lo làm giàu trong đời sống thiêng liêng, thì sẽ bị rơi vào tình trạng bi thảm của ông phú hộ trong bài tin mừng. Dành cả cuộc đời tích góp, rồi giờ Chúa gọi ông ta ra đi với hai bàn tay trắng. Với cái chết, tất cả tiền bạc đều trở thành vô nghĩa, hư vô hết. Sau cái chết, người ta không thể đem theo được tiền, dù đám tang có tổ chức lớn đến đâu. Có đốt bao nhiêu tiền giấy vàng bạc cũng vô ích. Khi ra trước tòa Chúa, người ta chỉ đem lại được hai cái, đó là tội lỗi và công phúc.
Công phúc ở đây chính là các việc đạo đức, thiêng liêng, cầu nguyện, bố thí và giúp đỡ anh chị em mình. Lạy Chúa, xin cho chúng con không chỉ biết kiếm tiền để duy trì sự sống thể lý, mà còn biết tạo lập công phúc để nuôi dưỡng sự sống linh hồn. Đặc biệt, xin giúp chúng con luôn biết chọn Chúa và luật Chúa là trên hết. Amen.